về quán thời, tức là chỉ cho thời gian. Đây tôi nói cho thấy rõ, từ trước thì chúng ta đã hiểu rõ rằng ngã không thật, pháp không thật, phải không? Tức là quán pháp rồi đó, pháp không thật. Nhưng bây giờ tới thời gian có thật hay không? Mà hiện tại là chúng ta bị chi phối với thời gian. Mấy chú có bị chi phối không? Sáng đi làm mà hơi đổ mồ hôi một hồi, cái dòm cái đồng hồ mấy giờ có chi phối không? Bữa nay tính là mai mốt bữa kia làm gì gì. Thì như vậy đó là chúng ta đang bị chi phối bởi thời gian. Mà đã chi phối bởi thời gian thì thời gian phải có được chứ, phải không? Nếu không có làm sao bị chi phối? Mà nhất là những nước văn minh chừng nào cái thời gian này càng quý chừng đấy. Đó. Như vậy thì lẽ ra thời gian phải có việc. Nhưng mà khổ nổi ở thế gian này, người ta không có thấy được cái lẽ thật. Bởi vì thời gian là cái người ta tạo đặt mà dùng. Như hồi xưa, cũng như hiện tại đây, hồi xưa thì mỗi nước có cái thời gian khác nhau, phải không? Như Trung Hoa thì có cái lịch của Trung Hoa, Ấn Độ có lịch Ấn Độ, lịch tức là nói thời gian cái gì. Rồi Tây Phương có cái lịch của Tây Phương, mỗi nước có lịch khác nhau. Còn bây giờ thì còn cái âm lịch và dương lịch. Mà âm lịch dương lịch đó là mình nhìn về mình. Chứ còn ở Lào cũng có thời gian của Lào, Campuchia cũng có thời gian của Campuchia, nó khác nhau hết trơn. Thì như vậy cái thời gian nào là chân lý? Chẳng qua là xét thấy cái sự di chuyển của quả địa cầu, nó gần mặt trời, xa mặt trời, lạnh nóng nhân dân, mà tạo đặt thời gian để mà hiểu, để biết nhau làm việc. Một ngày nó quay như vậy đó, mình sáng được 12 tiếng đồng hồ thì như vậy để tiếng nào làm gì, tiếng nào làm gì, để cho nó có cái thời khóa làm việc cho nó dễ. Cho nên thời gian là con người đặt, chứ không có cái thời gian gì, phải không? Mà con người đặt rồi, con người lệ thuộc vào thời gian. Mình đặt ra là mình lệ thuộc vào nó. Như vậy thì rõ ràng là thời gian không có thiệt, tự con người suy xét ra rồi tạm đặt với nhau để dùng, để hiểu mà dùng. Khi tạm đặt rồi người ta lại thấy nó thiệt. Cứ như giờ mấy chú hồi đi tu thì bổn sư mới tạm đặt cho cái tên gì đó, phải không? Khi đặt cái tên nó kêu quen chừng 5 năm 10 năm cái tên nó như của mình thiệt. Thì như vậy cái gì tạm đặt ra rồi người ta thấy nó thiệt liền. Đó, như vậy. Cho nên thời gian không có thiệt vì người ta tạm đặt ra. Nhưng mà khi tạm đặt ra rồi cái người ta chi phối bởi thời gian. Đó, thời gian nó chi phối lại chúng ta. Như vậy thì ví dụ bây giờ đặt mấy giờ là tụng kinh, mấy giờ là ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền mấy tiếng mới xả thì chúng ta bị chi phối không? Bị chi phối. Nếu đặt ra rồi thì phải bị nó chi phối, cãi nó không được. Như vậy thì người ta thấy như thiệt vậy, phải không? Nhưng mà thứ thiệt đó là tạm đặt đó, một vô nó có cái trình mệnh tu hành nữa thôi, chứ đâu phải là thiệt đó. Hiểu vậy rồi thì chúng ta mới thấy thời gian nguyên là không thiệt, mà thế gian lại thấy thiệt hay không? Thấy thiệt bon à. Mà khi thấy thời gian thiệt rồi, trên thời gian nó lại đặt ra có lành có dữ, phải không? Đó. Thời gian nguyên nó là không thiệt thì cái bản chất này không thiệt rồi, mà trên không thiệt lại đặt thêm cái không thiệt thứ hai nữa. Đó. Giờ tốt giờ xấu, ngày lành ngày dữ, thì đó là đặt cái lớp thứ hai. Rồi đặt cái lớp thứ hai đó cái rồi tự nó chi phối mình. Bữa nay lẽ ra đi làm gì đó mà nói ngày này thì dữ chứ không dám đi, phải không? Đó bị nó chi phối. Rồi có một cái ác nữa, khi đặt thời gian như vậy rồi tưởng tượng ngày lành ngày dữ, rồi năm tốt năm xấu, rồi tự nhiên làm con người khổ đau. À, như hồi trước rồi bây giờ thì ít thấy, chứ những năm về trước á, mấy chú nếu mà xét kỹ thấy tôi đã bị kiện mấy lần về cái vụ đó. Nghĩa là người nữ nào mà sanh nhầm năm dần á thì người ta gọi người đó là có cái tuổi sát phu giết chồng. Cho nên người nào mà gặp tuổi dần thì coi như thôi là không hiểu. Mà mấy chú nghĩ trên thế gian này 12 năm thì phải có năm dần, phải không? Mà một năm dần sanh bao nhiêu người nữ, rồi bao nhiêu người đó là phải số phận thấm yêu. Mấy chú thấy nó tàn nhẫn không? Mà trái lại mấy ông đàn ông sanh năm dần không nói gì hết. Cái phong kiến nó ác liệt cái gì vậy đó. Cho nên tức cười lúc trước tôi
có hai lần ở Vũng Tàu mà hai người đó là sự kiện. Tôi tức cười quá, tôi phải giải thích. Con nhỏ đó là con của bà giáo Thảo, con Mộng Thu. Nó con người thì đẹp đẽ lắm, và nó có chồng và tình thơ. Chồng nó khi hai đứa nó là còn học còn là sinh viên á thì nó thương nhau, rồi cha mẹ buộc phải cưới, mà nó bị tủi giận. Thì cưới rồi thì cái thằng kia ra trường, cái bị đi nghĩa vụ, cho nên đi học sĩ quan Đà Lạt. Mới học 6 tháng mà năm mà họ tấn công vô cái trường sĩ quan á, thì thằng nó chết, chết hơn mấy ba chục người, nó là một trong đó. Thì khi nó chồng nó chết rồi, cái bên chồng nó kết tội, nó tại mày tuổi dần cho nên mày sát chồng mày, nó giết chồng mày. Nó đau khổ, vừa mất chồng mà lại vừa bị tội nữa. Nó khổ quá, cái nó không biết làm sao, nó chạy về về bên nhà cha mẹ nó ở. Mà ở mà nó đau khổ quá, thì bữa đó nghe rồi nó lên tôi, nó thưa thầy, có phải con tuổi dần là con giết chồng con không? Thầy xác nhận người con cái điều đó. Tôi nói bây giờ thầy hỏi con cái lý do gì chồng con chết, thì thầy mới trả lời, thì nó mới kể lý do đó. Thì thầy hỏi, tôi mới hỏi là như vậy, giờ thầy hỏi con, hai ba chục người chết đó, vợ họ đều tuổi dần hết không? Nếu mà tất cả người chết đó là vợ tuổi dần hết, thì nó tuổi dần là sát chồng. Còn nếu họ có tuổi khác thì sao? Nó nói vậy là tôi an ủi khuyên nó, thì nó mới đỡ buồn. Thì đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cũng vậy nữa, có một cô Phật tử quy y rồi, rồi hai vợ chồng ở nhau sanh năm đứa con, chồng đi lính chết, mà bên chồng thì khá giả. Rồi chồng chết rồi cái thì bên chồng kết tội, nó phạt nó tuổi dần với chồng. Với chồng cho nên là bỏ luôn, năm đứa con nuôi không nổi, bơ giờ khổ vậy, lần cũng khóc cười thôi, kiện tôi nữa. Thành ra mình thấy thật là nó ác. Tức là cái thời gian không thiệt, từ trên thời gian đặt bên này tới nọ, rồi có cái ác cảm rồi cũng để lọc khổ cho mình. Phải vậy không? Rồi mình mới thấy rõ ràng con người tự trói buộc lấy con người, rồi đau khổ. Cái đau khổ đó ai bày ra? Tự con người bày ra, rồi con người khổ với cái mình bày. Như vậy cho nên tôi mới nói rằng cái cuộc đời nó thật là do si mê mà tạo không biết bao nhiêu cái bất công. Những bất công đó đều từ cái si mê mà ra, có thiệt tới đó, phải không? Ngày nào tới đất chưa quay, nó có nói tôi quay tới chặng này là 1 giờ, nó bật cái đèn xanh cho mình thấy giờ 1 giờ đó, rồi tới chừng nào mấy giờ nó bật đèn lên cho mình thấy nào đó nó đã có định thời gian này. Thiệt cái này nó có cứ quay như vậy thôi, rồi mình tự tạo lấy cái điều kiện để cho dễ dàng làm ăn, rồi tự đặt ra rồi cái bài thêm chuyện làm khổ cho nhau. Như vậy mình thấy con người mới vui quá mức 2-3 lớp như vậy chồng chất, phải không? Hiểu vậy rồi mình mới thấy tất cả mấy ông thầy giờ còn dở để coi ngày làm thánh dữ nữa. Thật là lạc hậu, phải không? Mà không phải lạc hậu theo cái thời khoa học, mà lạc hậu với tổ nè, phải không? Cái đó là tiên tiến là lạc hậu. Tổ cách mình bao nhiêu rồi, ngày Long Thọ cách mình bao lâu? Mà ngài còn thấy không thiệt, mình bây giờ lại thấy thiệt, rồi trên nó lại chốc được thứ hết, thì mình lạc hậu hơn là tiến bộ. Như vậy nó thấy thật là mình dốt nát quá, bị những cái vô lý nó trói buộc mình. Bởi vậy nên con người khi mà lệ thuộc vào thời gian rồi thì bao nhiêu cái trói buộc khác nó trói buộc mình, không có được tự do. Bởi vậy cho nên đây bắt mình quán lại thì coi nó có đúng hay không, thời gian nó thiệt hay không, để cho mình khỏi lầm lẫn vậy đó. Bây giờ tôi giải thích phẩm thứ 19 quán thời. Hỏi rằng, vậy đặt ngoại nhân hỏi, nên có thời gian bởi do cái nhân đối đãi cho nên thành. Nhân có thời quá khứ, ác có cái thời vị lai hiện tại. Nhân có thời hiện tại, có cái thời vị lai, quá khứ vị lai. Nhân có thời vị lai, có cái thời quá khứ hiện tại. Trên, giữa, dưới, một khác một phần các pháp cũng có cái nhân đối đãi nhau, cho nên có cái gì mà đối đãi nhau thì cái đó là có. Đó rằng nếu nhân cái thời quá khứ có cái vị lai hiện tại, thì vị lai và hiện tại nên ở trong cái thời quá khứ. Cái câu này mà hiểu thì cái đoạn giải sau mới hiểu, không hiểu câu này là không hiểu hay chứ sao. Bởi vì cái nhân cái này mà có cái kia,
thì nhân cái này có cái kia thì hai cái đó phải cùng một chỗ, phải không? Ví dụ như nhân cái hạt cái giống mà nảy cái mầm, có cái mầm thì cái mầm và cái hạt giống phải liên hệ nhau một chỗ. Mà bây giờ nói cái thời quá khứ, nhân thời quá khứ mà có vị lai hiện tại thì thời quá khứ phải nằm ở chỗ gì? Thời vị lai hiện tại phải nằm ở chỗ thời quá khứ. Mà nếu nằm chỗ thời quá khứ thì chỗ quá khứ mất rồi, đâu có vị lai hiện tại, phải không? Còn nếu không nằm thì cách rời nhau, cách rời nhau là sao nó nhân được, phải không? Cho nên nghĩa là pháp cách nó khéo léo. Ông nói nhân thời quá khứ có thời hiện tại vị lai, chỉ giờ nhân thì nó phải ở chung chung với nhau mới gọi là nhân. Nhân quả nó phải liên hệ, mà nhân quả liên hệ tức là phải gặp nhau một chỗ rồi mới có liên hệ được, chứ không có gặp nhau một chỗ thì sao liên hệ? Mà nếu gặp nhau một chỗ thì cùng ở cái chỗ quá khứ hết thì làm sao có vị lai hiện tại, gọi là nhân. Còn nếu tách rời thì không có nhân. Như vậy thì cái câu này đủ phá rồi, phải không? Hiểu vậy thì tất nhiên từ đây là sao nói hết rất là dễ. Nếu nhân cái thời quá khứ mà có cái thời vị lai hiện tại thì cái trong cái thời quá khứ nên có cái thời vị lai hiện tại. Vì cớ sao? Tùy cái chỗ thể nhân, chỗ thể nhân tức là chỗ cái nhân chánh đó ở đâu thì mấy cái kia phải có đó, thì có cái pháp thành à, thế cái chỗ ấy nên có cái pháp ấy à, cái chỗ đó thì phải có pháp đó. Ví dụ như nhân cái đèn mà có ánh sáng thành, thì tùy chỗ để cái đèn thì nên có ánh sáng à, ví dụ để chứng minh gì đó. Như thế thì nhân cái thời quá khứ thành vĩ lai hiện tại, thời vĩ lai hiện tại thì thời trong cái thời quá khứ nên có cái thời vĩ lai hiện tại. Nếu trong cái thời quá khứ có cái thời vĩ lai hiện tại thì ba thời chọn là thời quá khứ. Nên là trong cái đó mà có hai cái kia nữa thì ba cái là một đó, thành thời quá khứ. Vì cái sao? Vì cái thời vĩ lai hiện tại ở trong cái thời quá khứ vậy. Ở trong thời quá khứ thì thuộc quá khứ hết rồi. Nếu tất cả thời đều chọn là quá khứ thì không có vĩ lai, thời vĩ lai hiện tại đó. Chọn là gì? Chọn là quá khứ. Mà nếu không có thời vĩ lai hiện tại thì cũng nên không có thời quá khứ luôn. Vì quá khứ là đối với vĩ lai hiện tại, thấy không? Mà nếu đều là quá khứ thì không có vĩ lai hiện tại, mà không có vĩ lai hiện tại làm sao có quá khứ đó. Vì cớ sao? Vì thời quá khứ nên thời vĩ lai hiện tại mà có, gọi là quá khứ. Thời quá khứ như nhân thời quá khứ mà thành thời vĩ lai hiện tại, như thế cũng nên nhân thời vĩ lai hiện tại mà thành thời quá khứ à. Nay không có thời vĩ lai hiện tại thì cái thời quá khứ cũng nên không à. Thế nên trước nói nhân cái thời quá khứ thành cái thời vĩ lai hiện tại, việc ấy không đúng. Nếu bảo thời quá, trong thời quá khứ không có thời vĩ lai hiện tại à, mà cái nhân cái thời quá khứ thành thời vĩ lai hiện tại thì việc ấy không đúng. Nó không có ở đó làm sao nó nhân được à. Vì cái sao? Giải thích. Nếu trong cái thời quá khứ không có thời vĩ lai hiện tại thì thời vĩ lai hiện tại làm sao nhân thời quá khứ được à, làm sao mà gọi là nhân thời quá khứ à. Nếu thời vĩ lai hiện tại không ở trong thời quá khứ thì làm sao nhân cái thời quá khứ mà thành thời vĩ lai hiện tại? Vì cớ sao? Nếu ba thời mỗi cái có tướng khác thì không nên làm cái nhân đối đãi nhau mà thành. Ví dụ như bình, y, vân vân các loại, mỗi cái đều có cái tướng riêng khác, đều thành cái tướng riêng khác, không có phải là đối đãi nhau à. Thì như vậy đó, nếu mà nói rằng nó không có dính nhau thì ví dụ như bình với y thì không có nhân nhau mà thành, vì mỗi cái đều có cái tướng khác. Còn quá khứ vị lai hiện tại là nhân nhau mà thành, nhân nhau mà thành thì nó phải có liên hệ với nhau à. Mà liên hệ nhau tức là cái trước với cái sau nó dính liền, không thể ở một chỗ à. Mà nay không có thời quá khứ, không nhân thời quá khứ thì thời vĩ lai hiện tại không thành, không nhân thời hiện tại thì cái thời quá khứ vĩ lai cũng chẳng thành, chẳng nhân thời vĩ lai
thì cái thời quá khứ hiện tại cũng chẳng thành. Ông trước nói cái thời quá khứ, trong thời quá khứ tuy không thời vĩ lai hiện tại, mà nhân thời quá khứ thành thời vĩ lai hiện tại, việc ấy không đúng. Như vậy dễ hiểu chứ có gì, phải không? Bây giờ mà nhân người ta cứu lại rằng, nếu chẳng nhân thời quá khứ thành thời vĩ lai hiện tại mà có cái lỗi gì, không đại nhân thời quá khứ thành thời vĩ lai hiện tại thì có lỗi gì? Nó mà thì nó không mạnh bằng, thì có lỗi gì, phải không? Đó rằng chẳng nhân thời quá khứ thì không có thời vĩ lai, cũng không có thời hiện tại, thế nên không có hai thời. Nếu không có nhân thời quá khứ thì không có hai thời kia. Chẳng nhân thời quá khứ thì không thành thời vĩ lai hiện tại. Vì cớ sao? Nếu chẳng nhân thời quá khứ có thời hiện tại đó, thì ở chỗ nào có cái thời hiện tại? Hiện tại với cái gì, phải không? Vĩ lai cũng như thế, ở chỗ nào mà có thời vĩ lai nếu không có thời hiện tại? Thế nên chẳng nhân thời quá khứ thì không có cái thời vĩ lai hiện tại. Như thế đối đãi nhau mà có thật không có cái thời gian thiệt, không có thời gian thiệt. Bởi cái nghĩa như thế thì nên biết hai cái thời khác, hai thời khác tức là quá khứ là hiện tại vĩ lai đó, và trên giữa dưới một khác các cái pháp ấy vân vân đều là không. Chỗ này chữ để lộn chỗ, thì đẳng pháp giai không chứ không phải giai pháp không. Bởi do cái nghĩa như thế nên biết những cái thời, cái khác như là vĩ lai hiện tại cũng nên không, và trên giữa dưới một các văn các pháp cũng đều là không. Như nhân trên mà có giữa dưới, lìa trên thì không có giữa dưới. Nếu lìa trên có giữa dưới thì không nên nhân đối đãi nhau. Thì bây giờ cái trên giữa dưới cũng vậy, ví dụ ở đây là trên, phải không? Cho nên cái này gọi là giữa, dưới này gọi là dưới. Nếu không có cái này trên thì cái này sao giữa được không? Cái này nó là trên rồi, cái này là dưới rồi, phải không? Như vậy thì phải có cái trên, cho nên cái này mới là giữa, cái này mới là dưới. Còn nếu không có trên không giữa thì cái này thành gì? Tôi không có dưới nữa, phải không? Không có cái định dưới, phải không? Như vậy thì nhân cái này mà có cái kia, vậy là đó gọi là cái nhân đối đãi nhau. Và nhân một cho nên có khác, nhân khác cho nên có một. Nếu một thật có thì không nên nhân khác mà có. Nếu khác thật có thì không nên nhân một mà có. Như thế vân vân các pháp cũng nên như thế mà phá. Như vậy thì đoạn trên ổn rồi. Thì mãi nhân ta cứu rằng như có, phải rằng như có năm tháng ngày giờ vân vân sai biệt, cho nên biết rằng có thời gian. Vì ông nói gì nói, nhưng bây giờ tôi thấy rõ ràng là có năm nè, có tháng nè, có ngày nè, có giờ, mà có năm tháng ngày giờ tức là có thời gian. Đó rằng cái thời gian trụ không thể được, thời gian đi cũng không thể được, thời gian nếu không thể được thì làm sao nói có cái tướng thời gian. Đó là bốn câu để nói là thời gian không được rồi. Bây giờ mới tại sao có thời gian? Nhân vật cho nên có thời, lìa vật thì đâu có thời. Vật còn không có huống nữa là có thời gian. Như vậy thì câu bốn câu đầu là để nói rằng thời gian nó không có. Tại sao không có? Vì nói nó trụ không được, nó đi cũng không được. Phần nhiều mình bây giờ nói trụ mình không chịu, nhưng mà nói đi mình chịu, phải không? Thời gian đi, nhưng mà sự thật tại sao đi? Có đứng mới nói đi chứ, mà đứng không có thì đi có được không? Không chấp nhận đứng mà lại chấp nhận đi thì như vậy đó là không hợp lý rồi. Bởi nhân đứng mới nói là đi, mà giờ không có đứng làm sao có đi? Thành ra đây chỉ cần phá không có đứng, rồi không có đứng thì không có đi. Thì như vậy, mà không có đứng không có đi thì làm sao có thời gian, có trước thời gian thiệt. Bây giờ nó nhân vật có thời gian,
Bởi chỗ này mấy chú phải nhớ chứ, tất cả cái thời gian lập trên sự vật, nó không có cái thời gian ngoài sự vật. Ví dụ như giờ thấy huynh đó, huynh năm nay nhiêu tuổi, đó là tri về cái thời gian quá khứ, phải không? Thì như vậy thì nói là tôi được 25 tuổi thì biết đã sống qua 25 năm đó, là có thời gian chỉ có người đó. Giờ hỏi cái bà này đóng hồi nào, đó là cái thời gian quá khứ. Cái bà này chừng bao lâu hư, đó là thời gian nghỉ lái, phải không? Cái bà hiện này là mua ở đâu, là thời gian hiện tại. Thì như vậy tất cả thời gian là đặt trên sự vật, từ trên sự vật mà lập thời gian. Mà giờ sự vật đã không thiệt thì thời gian lập trên sự vật thiệt được. Đó. Như vậy cho nên ở đoạn sau mới giải thích nha. Thời nếu chẳng trụ thì không nên có thể thì không có thể được. Thời trụ thì cũng không, bây giờ sao có thời gian trụ? À, nếu thời gian không thể được thì làm sao mà nói cái tướng thời gian? Nếu không có cái tướng thời gian thì không thời gian. Đó. Vì nhân nó vật ác gọi là thời gian. Nếu lìa vật thì không có thời gian. Từ trước đến đây dùng mọi cách, mọi nhân duyên để phá các cái vật đều không, cho nên thì làm sao mà có thời gian? Vật còn không muốn thì có thời gian. Vì thời gian là lập trên vật, mà vật không thiệt thì làm sao có thời gian thiệt? Rõ chưa? Như vậy là được hết quyển 4, bắt đầu quyển 5. Thành nghĩ